Mình xin phép được giới thiệu đến mọi người các phiên bản màu và các phiên bản thùng của chiếc xe Suzuki Leafcurry Pro. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình xin phép được giới thiệu đến mọi người các phiên bản màu và các phiên bản thùng của chiếc xe Suzuki Leafcurry Pro. Về chi tiết chiếc xe này mình đã giới thiệu ở rất nhiều các video trước rồi. Thì hôm nay mình đã có đầy đủ màu xe và các phiên bản thùng ở đây, thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người có một cái nhìn tổng thể cũng như là có một cái sự lựa chọn phù hợp nhất. Thì đầu tiên thì cũng xin phép được giới thiệu lại về các cái thông tin chi sơ của cái dòng xe này. Đó là chiếc xe Leafcurry Pro sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, phần thùng sẽ được đóng tại Việt Nam theo tiêu chuẩn của cục đăng kiểm, và nó sẽ có rất nhiều các phiên bản thùng. Thì trước mắt chúng ta đây, mình đã có đủ các phiên bản thùng cũng như đủ màu xe. Thì nó sẽ có 3 màu xe, ví dụ như chiếc xe thùng kín siêu dài Elok này sẽ là màu trắng này, tiếp theo là phiên bản màu đen. Phiên bản màu đen này thì sẽ ít hơn các phiên bản màu khác, nó sẽ hiếm hơn, ta phải đặt trước thì mới có phiên bản màu đen này. Và tiếp theo nữa là phiên bản màu bạc. Thì mỗi phiên bản màu nó có một cái ưu điểm riêng. Ví dụ phiên bản màu trắng thì nó sẽ nhìn sẽ lớn hơn cũng như là trẻ trung, và có thể phù hợp với mọi lứa tuổi, mọi ngành ha. Đều sẽ đi màu trắng đều có thể phù hợp. Với phiên bản màu đen thì nhìn chiếc xe nó sẽ cứng cáp, khỏe khoắn hơn. Tuy nhiên thì nó sẽ hơi bám bẩm một chút, và phiên bản màu này thì cũng rất kén người, kén khách, do đó là nó gần như nó rất ít khi về. Chúng ta gần như chúng ta phải đặt trước thì mới có phiên bản này. Và đây là phiên bản màu bạc. Phiên bản này thì có ưu điểm của hai cái phiên bản màu kia, đó là chiếc xe nó sẽ sạch sẽ, cứng cáp và chắc chắn. Cảm giác của chúng ta lái xe lúc nào cũng sạch sẽ, vẫn có một cái độ sáng gần như là màu trắng, và cũng có độ cảm giác mà nó sạch sẽ, nó không bị lộ bẩn. Và các phiên bản thùng thì chúng ta có thể thấy ở đây. Đây là các phiên bản thùng mui bạc, thì bên mình sẽ có thùng mui bạc tiêu chuẩn, thì có chiều dài thùng là 2m4, chiều dài lên đến 2m7. Còn thùng kín cũng như vậy, thùng kín sẽ có phiên bản thùng tiêu chuẩn 2m4. Chiếc màu đen này sẽ là chiếc thùng kín Elok tiêu chuẩn, chiều dài thùng là 2m4. Còn chiếc màu trắng bên ngoài này sẽ là thùng kín siêu dài Elok dập sóng, với chiều dài thùng đến 2m7. Chúng ta thấy là cái thùng siêu dài nó sẽ dài hơn so với thùng tiêu chuẩn là 30 phân. Đây chúng ta thấy cái phần chiều dài chênh nhau. Cũng như là ví dụ như chiếc thùng màu đen là Elok phẳng, thì ưu điểm của nó là sẽ là rất thuận tiện cho chúng ta dán các banner quảng cáo, thì bề mặt phẳng thì nó sẽ đẹp hơn. Tuy nhiên là nếu mà khi chúng ta chưa dán banner quảng cáo lên thì bề mặt phẳng nó sẽ cảm giác thùng nó sẽ yếu hơn so với chiếc xe thùng dập sóng như này, Elok dập sóng. Thì mặt bề mặt thùng nó sẽ cứng cáp chắc chắn hơn. Tuy nhiên là khi chúng ta dán các banner quảng cáo thì nó sẽ độ thẩm mỹ nó sẽ không bằng với chiếc xe thùng phẳng. Còn đây là các phiên bản thùng mui bạc. Đây là cái một phiên bản thùng mui bạc, mình bỏ bạt ra để lộ phần xương cho chúng ta dễ dàng quan sát. Chúng ta đóng lên từ chiếc xe thùng siêu dài 2m7 mui bạc. Đây là những cái xe màu trắng, phiên bản thùng mui bạc. Đây là chiếc xe màu bạc, phiên bản thùng mui bạc. Hiện tại thì bên mình đang sẵn xe đủ màu và đang có rất nhiều các ưu đãi khuyến mãi cho các dòng xe của Suzuki, đặc biệt là đối với chiếc Leafcurry Pro này. Để biết thêm thông tin chi tiết về giá bán cũng như các chương trình khuyến mãi của chiếc xe này và các dòng xe khác của Suzuki, xin mời quý vị và các bạn hãy liên hệ với mình qua số điện thoại trên, và hãy like và subscribe để ủng hộ và đăng ký các video tiếp theo. Xin cảm ơn. Thank you.